Chào mọi người, ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại kênh Trang Trần Thu Thanh. Trang Trần cảm ơn các bạn subscribe, gọi chuông thông báo, đăng ký kênh Trang Trần Thu Thanh. Sáng hôm nay đã bước qua ngày 18 tháng 4 năm 2021. Đây là cảnh quan của gia đình Trang Trần sau một buổi tỉnh giấc dã ngoại về dinh thự. Quê tôi một nơi bình dị, vùng nông thôn suốt những năm tháng đều phải chịu nắng mưa dãi dầu. Cuộc sống tuy khó khăn, nhưng tất cả rất yên bình và nhẹ nhàng. Nơi đây, in đậm về dấu ấn của ông bà, về những người thân yêu mà tôi mong mỏi tìm về. Người dân quê tôi sống một cuộc sống rất mực tình cảm. Họ luôn quan tâm nhau giữa gia đình, làng xóm láng giềng với nhau. Khó khăn của một gia đình cũng như khó khăn chung của một tập thể. Vì thế, họ luôn giúp đỡ nhau trong đời sống, công việc. Sáng sớm, Trang Trần đạp xe dạo hồ Thủy Tạ, để hít thở không khí trong lành, ngửi được hương hoa đồng nội tỏa hương, một bức tranh phong thủy tuyệt đẹp tại hồ Thủy Tạ. Dọc theo bờ Tây vào sáng sớm, Trang Trần nghe tiếng gió vi vu, tiếng chim hót trong vòm cây. Khi những tia nắng đầu tiên tỏa xuống nơi đây, cảnh vật trở nên lung linh hơn, trời mỗi lúc một sáng, khung cảnh nên thơ. Trang Trần bắt đầu ngắm cảnh bình minh quê hương. Gia đình Trang Trần tôn thờ đạo Phật, không chỉ vì đạo Phật dạy cho con người cách sống lạc quan trước những khó khăn, mà điều quan trọng, đạo Phật dạy con người sống phải có hiếu. Có lẽ vì thế, một nét đẹp mà Trang Trần thấy được ở các thành viên nhà Trang Trần đó là sống rất có thứ tự trên dưới, kính trên nhường dưới, mỗi khi có của ngon vật lạ, trước tiên phải mời tổ tiên ông bà trước, sau đó mới nhường con cháu. Mọi người sống trong một gia đình, sống rất đoàn kết, gắn bó. Người dân nơi đây sống luôn nhớ về cội nguồn, gốc gác. Vì thế, quê hương tôi có rất nhiều đình chùa, miếu thờ, đâu cũng thấy. Mỗi nhà đều có một bàn thờ tổ tiên, quanh năm thắp hương khấn bái. Mỗi dịp cuối năm, Tết đến xuân về, dù cho bận việc đến đâu, đến thế nào, mọi người cũng đến mộ tổ tiên ông bà thắp hương cho trọn đạo hiếu. Và đây là lăng mộ Mai Trần. Tại hồ Thủy Tạ, một buổi sáng dã ngoại thức giấc nơi phương xa, các chị em con cháu nhà Trang Trần tập hợp tại hồ Thủy Tạ, check-in, chụp ảnh, uống cà phê, review thỏa thích. Nếu mà lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get, I don't really take a loss, well I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah I commit. And no I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent.
and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a antiseptic. Gọi đò ơi, cớ sao không có ai đưa đò để con đò buồn hiu quạnh bến quê. Chẳng còn ai nhớ mong mình về. Lòng ta mang giấc mơ trần gian mà về phương Nam xuống khe kêu co. Chốn thiên thai lòng ai không nỡ, giác lên dài chỉ trai ngoan cường giấc mộng. Từng giọt nắng phiêu xuống hết con đường, em thấy lá yêu hoa thì em cũng yêu anh rồi. Dù đường phố sao lắm bao ngờ, nhưng em chỉ nhớ anh thôi vì em đã yêu anh rồi. Dù mai đây tóc ta phai màu, anh cũng không thay đổi đâu. Tình anh như nước lớn nước ròng, mà nước sông thì không bao giờ hơn à. Rồi thời gian thấm thoát thôi đưa, anh đã già bên hiên nhà ru con. Thời gian như con nước trôi nhanh, anh vẫn thương mình thương lắm đó mình ơi. Say chắc quên đi bao nhiêu tình đời, đông mùa về sẽ lạnh trời. Có biết anh mong đêm nay sao trăng mờ, anh vẫn nhớ câu thề ngày mình có nhau. Sao mà lựa giá vậy? Đúng hả? Yeah, yeah, YouTube, YouTube đã lại. Chút bà. Còn chúng lượng chút bà. Lượng chút bà. Dạ. Không có tiền gì vậy? Làm cho nó đủ đến ngày về luôn, ăn đến gà luôn mà. Ôi gà sao mà có xương hoài vậy, nhả hoài vậy? Ừ, ăn hoài chứ đâu, nhả hoài ăn. Hồi người ta mắc ăn xương không nữa, nó chết nữa chị. Người ta đang xé xé cái lụm miếng không chị? Ăn trước không mà, ăn trước không mà lựa cái ngon ăn không à. Ê, đi tên nè, đi tên nó ăn da, tự nhà này đâu ai biết ăn da. Đây là nồi cháo nhưng mà không có hành với ngò. Đâu ăn miếng nữa coi. Con liền làm gì đứng cho chỗ rồi. Bị tơ đang bóc ăn mặn. Vừa làm nguyên cả thế giới biết bảo đảm. Không. Rồi thêm cái thở ăn vô nữa nè. Không có cho biết nhiều đâu, mà cho cái thế giới biết. Đã thử nữa đó, thêm hai người bạn nhậu. Ăn chắc hết. Rồi thêm đạt ngồi ngó lửa nữa nè. Thôi cái nào ngon ăn hết đi. Cái nào cũng ngon ăn hết. Không mà. Là cho chồng ăn đi. Này chồng còn ăn được, cứ bóc được. Cho chồng ăn đi. Bóc được. Cái nào mà ngon thì cứ việc lận túi rồi hội lên xe. Clip nào vợ chồng ăn gà cũng ăn. Hả? Ăn công khai. Vợ chồng này bộ ghiền ăn gà chị. Mà đưa em lên là chứ không có áo đầm thứ hai. Biết là mình không có áo đầm rồi, cho cái một à. Vậy bây giờ mình chỉ giá trong bụng là không phải, mình chỉ giá trong bụng là người ta gửi lụt đi về hoài tặng mình mới có thôi. Ủa bóp nữa hả? Trời ơi, ủa bóp nữa.
ăn trước để ngồi nhậu không có ăn. Đừng có nhậu nữa, chạy về coi. Cả nhà ơi, đây là thao gà vừa mới xếp xong. Mời cả nhà cùng Trem Trần ăn cháo gà xếp phai rất là ngon, ngọt từ gà nuôi thả vườn. Thức ăn chủ yếu là lúa. Cả nhà mình lưu ý, nội quy hôm nay là ăn chứ không được nhậu. Còn đây là mít, mít trắng miệng nha cả nhà. Cũng là cây nhà lá vườn, nhưng mà không biết vườn ở đâu. Mít này chính tự nhiên, có vị ngọt bùi. Vì khi cắn thử muối mít, bạn cảm thấy sượng với vị lờ lợ là mít ngâm quá chất. Với loại mít chín tự nhiên, khi bổ ra, lượng nhựa mủ trắng hầu như không có và ít hơn. Trong khi mít bị ngâm quá chất, thường có dòng nhựa trắng chảy ra từ ruột mít. Khi mít chín, thường có mùi thơm đặc trưng. Nhưng với trái mít bị tiêm thuốc thì dường như không có mùi thơm lừng giống như mít chín cây này. Trái mít này là vườn nhà của Diễm Trần tài trợ. Chuẩn bị về thôi, cả nhà ơi. Chương trình về quê dã ngoại đã kết thúc trước hoàng hôn. Bye. 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 See ya. See ya. Bye. See you guys later. Từng là một thời thiếu nữ trong vùng quê nghèo, hồn nhiên cài hoa mãi đầu. Dòng người vội vàng đêm hóa, thân đời bẽ bàng, rời xa tình anh năm tháng. Ôi phút giây từng phùng em nhớ và mong, dòng lưu bất năm xưa sống mãi đậm sâu. Trong nỗi đau anh mệt nhoài, trong phút giây em tìm hoài, muốn say ở lại một lần này vì em mãi thương. Không biết không? Trên xe không có. Các thành viên của gia đình Trem Trần. Nụ cười em trong xinh tươi thật xinh này, người làm cho tôi tươi như bình minh. Dịu dàng ánh nắng em xua màn đêm, nàng làm tôi say mê thêm bao nhiêu lần. Chào mọi người, ông bà, cô chú, anh chị. Trem Trần cảm ơn các bạn subscribe, gọi chuông thông báo, đăng ký kênh Trem Trần Thu Thanh. Dance.